Năm 2024 thì thị trường vẫn tiếp tục có những cái biến động, và đặc biệt chúng ta vẫn chứng kiến cái làn sóng sa thải khá là nhiều ở những công ty công nghệ lớn. Tuy nhiên thì đây cũng là một cơ hội cho những ứng viên có năng lực và kỹ năng phù hợp. Thì thứ nhất là chắc chắn phải cần có chuyên môn vững vàng. Bên cạnh đó, kỹ năng về ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong việc tuyển dụng. Các công ty mở rộng quy mô quốc tế thì nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, làm việc, đàm phán với những đối tác nước ngoài. Tiếng Anh hiện nay thì đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì có thể giúp cho bạn mở rộng cơ hội việc làm, giúp cho các nhân sự có thể tiếp cận được kiến thức và công nghệ tiên tiến trên thế giới, và cũng có thể giúp cho bạn có cái sự vượt trội trong cái việc thăng tiến nghề nghiệp. Hiện nay thì với kinh nghiệm từ chính bản thân mình thì mình thấy rằng trung tâm tiếng Anh World for English là một sự lựa chọn phù hợp cho những người bận rộn muốn tận dụng thời gian của mình để nâng cao khả năng tiếng Anh cho những cơ hội mới. Với phương pháp học tập trung vào giao tiếp, môi trường học hiện đại, đội ngũ giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm, World for English có thể giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu tiếng Anh của mình. Chọn World for English, tự tin nói tiếng Anh.